Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Win Channel. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tập tiếp theo của Win nói về đất nước con người Việt Nam. Các bạn ạ, nói đến Covid-19 là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một năm kinh hoàng của cả thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Và nó vẫn tiếp diễn cho đến thời điểm hiện tại. Nó vẫn là nỗi kinh hoàng trên khắp thế giới, nhất là trong mấy ngày gần đây, khi mà dịch bùng phát lớn ở Ấn Độ và Philippines, nó khiến cho cả thế giới lại một lần nữa ngỡ ngàng và choáng váng. Xin được gửi lời chia buồn tới hai đất nước đang nằm trong tâm dịch, cầu mong các nước bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nói về Covid thì người ta sẽ nghĩ ngay tới Việt Nam, một trong những quốc gia đi đầu trong công tác phòng dịch và chống dịch hiệu quả nhất thế giới. Trong lúc khó khăn, Việt Nam chúng ta đã biết gắng sức đồng lòng chống lại dịch bệnh lan tràn, đảm bảo được an toàn và sức khỏe cho người dân. Chúng ta cũng đã tự nghiên cứu được vaccine chống Covid để chủ động mở một cuộc chiến lâu dài hơn, trường kỳ hơn, chống dịch như chống giặc. Và ngày hôm nay, Win Channel sẽ cùng với các bạn ngồi xuống uống một ly trà, nhắc lại câu chuyện Covid trong năm qua nhé. Ngày xưa, cái thời mà chưa có Covid á, có rất nhiều người họ nói rằng dân Việt Nam dân trí thấp này, ý thức kém, cái kiểu đó thì chẳng bao giờ ngẩng mặt lên được. Và đó chính là câu nói của một số người khi đất nước còn gian khổ, họ kéo nhau đi tìm cuộc sống mới, tìm phương trời mới, tìm tới phương trời Tây lý tưởng, tìm đến một đất nước dân chủ có thể bao bọc chở che cho họ. Đương nhiên là miễn sao họ không phải khổ. Để rồi khi đất nước yên bình no ấm thì họ quay lại chê bai, miệt thị. Và những người như vậy chắc chắn là vẫn còn và cũng không ít. Khi Covid bùng phát trên toàn cầu, những con người mà được họ coi là dân trí thấp đó, họ đã làm hết sức mình khi có thể. Người có công thì góp công, người có của thì góp của cho những vùng bị cách ly. Họ đã biết theo dõi và cập nhật những thông tin chính thống để nhận biết được nguy cơ và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn đầu khi mà chúng ta còn chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc đặc trị. Những người được coi là ý thức kém đó, họ biết đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, biết tuân thủ giãn cách xã hội, biết được rõ trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì ngồi yên chỗ đó. Ngày xưa, người ta nói rằng dân Việt Nam ích kỷ, họ suốt ngày đấu đá lẫn nhau làm trò cười cho thiên hạ. Người Việt Nam chỉ biết tham cái lợi nhỏ trước mắt. Nhưng khi Covid bùng phát, hàng trăm những chuyến bay đưa người dân Việt Nam từ nước ngoài về nước cách ly, hàng trăm du khách nước ngoài được đưa tới khu cách ly tập trung, hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn họ tình nguyện làm nơi để cách ly tập trung. Và hàng trăm ngàn những khu ký túc được dọn dẹp khử trùng sạch sẽ để những người cách ly trở về đó sinh hoạt. Và để có được nơi cách ly đó thì hàng trăm hàng ngàn các chiến sĩ họ phải ăn bờ, ngủ bụi, nhường giường nằm cho người đến tập trung cách ly, lo chu cấp từng bữa ăn, miếng nước cho mọi người. Hàng trăm ngàn các cán bộ y tế túc trực ngày đêm kiểm soát dịch bệnh. Họ không tiếc thân mình, không màng đến sức khỏe của bản thân, và họ không ngại hy sinh vì cộng đồng, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, và thậm chí có những người còn bị ngất vì đuối sức. Ngày xưa người ta nói Việt Nam nghèo. Đúng, chúng ta nghèo, chúng ta vẫn nghèo, chúng ta nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng chúng ta không nghèo tình, không nghèo nghĩa. Điều này không chỉ một mình chúng ta tự công nhận, mà là cả thế giới phải công nhận, cả thế giới phải thán phục trước một Việt Nam như thế. Và rồi chúng ta trở thành đất nước kỳ lạ như vậy đấy. Vì trong đợt dịch đầu có hàng ngàn người Việt Nam về nước cách ly và hoàn toàn miễn phí nhé. Tôi nhớ không nhầm, trong những người được cách ly miễn phí đó, có cả những người ngồi ở trời Tây chê bai Việt Nam không đủ đẳng cấp. Nhưng chúng ta vẫn mở rộng vòng tay chào đón họ. Điều này chỉ có ở Việt Nam. Ngày xưa người ta nói Việt Nam không có tự do dân chủ. Nhưng mà người ta có nghĩ tự do của Việt Nam được đổi bằng xương máu mới có được, nên mỗi con người Việt Nam đều trân trọng một cái tự do được gọi là tự do độc lập dân tộc, tự do dân chủ để làm gì, rồi ai cũng muốn giữ cái tôi của mình mà họ không màng đến kẻ địch trước mắt mình là virus đang len lỏi hàng ngày và nó đang hoành hành trên từng góc ngách.
tự do dân chủ làm gì, trong khi không ý thức được bản thân sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào. Việt Nam có tinh thần đoàn kết dân tộc là được rồi, chúng ta vẫn tự do trong khuôn khổ. Nhưng mà đừng vội chê trách Việt Nam nhé. Vì dù các bạn có ở bất kỳ một quốc gia nào, kể cả các nước dân chủ nha, các bạn cứ thử chống phá lại nhà nước lâm thời, các bạn xem bản thân các bạn có bị bắt không? Dân chủ hay xã hội chủ nghĩa đều như nhau mà thôi. Cái mà các bạn cho là tự do cá nhân ấy, chỉ là cái tôi của bản thân mà thôi. Dẹp nó sang một bên và nghĩ cho lợi ích chung mới chính là tự do chân chính. Và cái đó chính là điều Việt Nam chúng ta đã và đang làm được. Lại nói về dịch bệnh, Việt Nam chúng ta vẫn đang làm rất tốt. Tôi còn nhớ trong những đợt dịch bùng phát, những người trong tổ phòng chống dịch ở địa phương là những ai các bạn biết không? Họ là những cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên. Những người lính họ đã ngoài 50-60 tuổi, họ dành cả cái sức trẻ của mình để tham gia quân ngũ trong cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979. Mà tôi nghe bố tôi kể lại là nó còn kéo dài đến những năm 1984-1985. Đó là thời điểm nó vẫn còn rất ác liệt. Rồi khi đến tuổi xế chiều, họ lại một lần nữa đứng lên cùng toàn dân chống dịch. Bố tôi cũng là một cựu chiến binh và ông còn nói với tôi rằng chúng ta già rồi, cố gắng bao nhiêu được thì cố gắng thôi. Chúng ta phòng dịch, chúng mày thì cứ yên tâm mà đi làm. Có phòng dịch tốt thì mới đảm bảo được những người khác xây dựng đất nước được. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Thật sự là sau khi nghe những lời đó thì tôi cứ có cái cảm giác nó nghẹn nghẹn trong lòng mắt. Trước những tình hình dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trên khắp mọi nơi, nhất là trong dịp nghỉ lễ dài này, tôi nghĩ chúng ta nên đề cao cảnh giác. Hãy tránh tập trung ở những khu vực đông người, thực hiện 5K, đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế mọi lúc mọi nơi. Hãy giữ an toàn cho bản thân cũng chính là giữ an toàn cho mọi người xung quanh. Và chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ an lành, an toàn và gặp nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo của Wing nhé. Và đừng quên like, share, follow kênh để nhận được những video mới nhất của Wing nhé. Rất vui được đồng hành cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.